Hello Phương VOV, xin chào các bạn. Levelux K8, đây là máy lọc nước để giúp cho bảo vệ sức khỏe của chúng ta, và nó có rất là nhiều chức năng. Mình đã nói hôm trước, máy này là máy công nghệ nano, thì bên trong nó có điện cực để tạo ra những cái electrolyte, tạo ra những cái ion ở bên trong á. Thì mình xài mà khoảng 6 tháng thì mình phải chùi rửa những cái điện cực này. Và hôm nay Dylan sẽ hướng dẫn cho các bạn chùi rửa các điện cực ở bên trong của máy Electrolux K8 nhé. Trước tiên mình sẽ vào phần cài đặt. Ở phần cài đặt này có chữ là Setting. Sau khi chọn phần Setting, màn hình sẽ hiện như thế này và chúng ta sẽ chọn là E-Cleaning. Máy nó sẽ hiện ra là E-Cleaning Instruction. Chọn Yes, phần này là hướng dẫn các bước clean cái máy này. Pour 2 packets into a cleaning powder, fill 370 milliliters of water and mix thoroughly. Rồi, có nghĩa là bây giờ fill vô cái hộp này đúng không? 2 packets. Bỏ hai cái bịch này. Bỏ hai bịch này vào trong đây. 2 packets. Then get the measuring cup. Get the measuring cup and fill it with 370 milliliters of water. What kind of water? Regular water. Regular water. Jean, I don't know. Okay, bây giờ ha, Dylan cho hai bịch đó vô hả? Uh-huh. Rồi, để cho hai bịch đi. Cái này là nó là citric acid. Cái này là cái đó là acid, mà cái acid này là acid giống như là nó có trong trái thơm á. Lemons. Lemon hay là trái chanh, hay là trong trái thơm. Trái thơm là trái gì biết không? Orange. Nào. Trái thơm là trái pineapple á. Okay, so then 370 milliliters of water. Okay, rồi lấy 370 milliliters water đi nè, lấy đi con. There's... There you go. Do you know which? That's 3. Giờ lấy nước. Thôi lấy nước này đi. Tại vì nước này giờ mở được không? Yeah. Okay, giờ lấy mở đó. Cancel đi. Cancel đi, lấy nước. Lấy nước 7.0. Lấy nước 7.0 là clean water. 370. Để lên canh nha. Đúng mà. Rồi, chế vô cho đầy đúng không? Chế vô là nó sẽ đầy cái đó là được à. Nhìn nó chừng đầy quá nha ông con. That's enough, right? Exactly. Yeah. So we don't have to... Mình không có cần phải lấy cái cup nữa. Mình để miễn nó đầy cái này là đủ, đúng không? Are you cleaning? Yes. Okay. Okay, bây giờ ha, sau khi... bỏ vô và đóng cái nắp lại. Oh. Đi trải ngoài miếng. Lắc lên hả? Phải lắc lên nữa hơn. Rồi, lắc lên. Shake. Lắc lên cho nó tan cái đó ra muối á. Và acid. Cái đó là acid citric. Tiếng Anh là citric acid hả Dylan? Uh-huh. Mà tiếng Việt kêu bằng acid citric. Okay. Rồi, sau đó là nhấn nút OK đúng không? Through the cleaning tank. Okay, so bây giờ mới đưa cái đó vô thì tháo hai cái này ra, con tháo cái này ra. Wow. Rồi, tháo cái này ra. Cái này là nước electrolyte nè. Cái này nước electrolyte để tạo ra cái nước mình rửa rau, rửa cái chất độc của rau á. Cái máy này mình gọi là máy
máy công nghệ này gọi là công nghệ nano. Máy nước này là công nghệ nano. Rồi gắn cái đó vô. Why you turn it? Why you turn it? Gắn vô. Nice. Rồi sao nữa? Remove the filter. Yeah, remove the filter. Okay. Yeah, remove cái này. Đó, bắt đầu lấy cái này ra. Đây nó có cái nút để bật cái để bật còn lấy cái filter này ra. Thì trong cái filter này á, khi mình lấy ra phải coi chừng là cái này nè. Cái này là cái ron. Cái ron nó phải lấy ra luôn. Tại vì ở trong cái ở trong cái này nó đã có cái ron sẵn rồi. Cho nên là mình phải lấy cái ron này ra luôn. Đây, gắn cái filter này là để lọc. Gắn vô. That's it. Là phải lấy cái filter này ra. Và chú ý là khi lấy filter ra thì mình phải lấy cái ron này ra luôn. Bởi vì ở trong cái này nó đã có cái ron rồi. Rồi, sau khi mình gắn cái đó vô rồi. Bước tiếp theo, nhấn OK. Let's put the cap on the secondary hose. Put the cap. Coi trong yeah. Hay là bây giờ mình phải bịt cái ống này lại, bịt cái ống ở phía dưới này lại. Ống phía trên này thì không có bịt, nhưng mà phải không, bịt phía dưới đúng không? Phải bịt nó lại. Wrong, Dylan. No. See, doesn't fit. Doesn't fit. You sure? Yeah. Look now. See this? Yeah, good job, darling. Okay. And look at this. See? You see that? Right. I found. Okay, I saw it. Okay, huh? Okay. Okay, right. But yeah, just put star. Nhấn cái nút star. Và cái này trong thời gian bao lâu? 3 minutes. 3 minutes? Or maybe it might be 3 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 years. Nó nói là 3 gì vậy? 3 centuries, 3 millennia. Có mở nước không? Huh? We have to turn on it? I don't know. Oh no. Có cái nước này nè. Oh. Rồi bây giờ khi máy nó đang chạy. Rồi bây giờ máy nó đang chạy. There we go. No, it takes 2 hours. Like 3 hours. Yes, that's 3 hours. Okay, let's wait 3 hours. Bây giờ cái máy này nó sẽ hả clean trong vòng là 3 tiếng đồng hồ. Tại vì nãy mình để là 2. Nãy là 3 tiếng đồng hồ, bây giờ nó là 2 tiếng 59 phút. Vậy nó chạy sẽ rất là lâu. Chạy 3 tiếng đồng hồ lần nha các bạn. Anh
cứ để cho nó chạy. Sau 3 tiếng đồng hồ mình đã clean xong rồi, vì bây giờ nó đã nói lên cái chữ là nó kêu mình remove cái cap, là cái remove cái ống này ra. Cái nãy mình đậy lại, bây giờ nó kêu mình remove ra. Remove ra xong và sau đó mình phải gắn trở lại cái filter và cái hộp nước electrolyte vô. Sau đó bấm OK. Và trong lúc này mình phải mở nước cho nó chảy vào trong máy. Nếu không thì nó sẽ cảnh báo với mình là nó sẽ hư máy và sẽ không có warranty. Nước sẽ xả ra. Đi làm cái này phải tới 3 tiếng đồng hồ. Sau khi chạy xong là mấy cái nước hồi nãy, mấy cái nước mà acid citric đó, ở trong đây là nó sẽ chảy ra ngoài hết. Ok, bây giờ nó đã xong và nó kêu mình tắt nước đi. Rồi, bây giờ đã hoàn thành. Okay, bây giờ là quá trình clean máy đã hoàn thành ha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.